Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Đây là toàn bộ những cái máy điện thoại đang đào coi tại của nhà mình. Đây, đấy, tất cả của cả nhà đây. Thì hy vọng rằng trong số này thì có 3 máy đã được KIC, còn lại 3 máy thì chưa được KIC. Hy vọng là trong cái giai đoạn mở rộng các cái suất KIC hiện tại của Pico Team trong thời điểm này thì sẽ có những cái máy. Nói chung là sẽ còn ba cái tài khoản còn lại của nhà mình hy vọng sẽ được KIC hết trong cái dịp này. Đó là một điều mà mình rất mong đợi. Cũng không nhiều đâu, chỉ có 200 300 mấy thôi, nhưng mà KIC cho các cụ phấn khởi các bạn ạ. Đây là toàn của người nhà, bố mẹ rồi chị gái mình. Đó, chị gái mình thì tham gia sau, nhưng mà thì sau 31 phiên là đã nhận được cái suất KIC rồi. Đó, và hy vọng rằng là các cái tài khoản còn lại của gia đình sẽ nhận được suất cây sớm thôi. Đó, trong cái giai đoạn bùng nổ cây C hiện nay, rất nhiều các anh em chia sẻ là đã nhận được suất cây C các bạn nhé. Thì các bạn có thể, bạn nào mà đợi suất cây C lâu rồi thì có thể chia sẻ, và vừa được cây C thì có thể chia sẻ cho các anh em khác cùng phấn khởi nhé. Còn các tài khoản trong gia đình mình, những cái tài khoản của bố mẹ, của chị, của bố mẹ ấy, thì bố mẹ mình thì đã sau gần gần 2 năm rồi đấy mà chưa được nhận được suất KIC đâu các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy rất là lâu. Chị gái tài khoản mình, tài khoản chị gái mình chỉ sau 31 phiên mới đào, đây này, đây này, tài khoản này mới đào mà đã được nhận được suất KIC, rất là ảo diệu các bạn ạ. Rồi, bạn nào nhận được suất KIC trong đợt này thì mà phải đợi trong một quãng thời gian lâu thì có thể chia sẻ cho các anh em khác cùng phấn khởi và có động lực tích cực đào trong thời gian tới các bạn nhé.